Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Ba ngày 3 tháng 1. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Chuyên đề nghe người dân nói ghi nhận nhiều ý kiến của người dân xã Tân An, huyện Càng Long phấn khởi khi giao thông nông thôn dần được hoàn thiện, nhất là nhiều cây cầu bê tông chắc chắn được xây dựng và đưa vào sử dụng, không chỉ giúp cho người dân đi lại giao thương hàng hóa thuận lợi dễ dàng mà còn tạo nên sức sống mới cho những vùng nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Năm 2022, Chính phủ đã cùng các cấp các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng cường phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,15%, GDP tăng 8,02%, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ đô la Mỹ. Bình quân đầu người đạt 4.110 đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước vượt 27,8% dự toán, tăng 392.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%. Vốn FDI thực hiện đạt 22,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%. Trên 208.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 30%. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín duy trì, nâng bậc xếp hạng tín nhiệm, đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành các địa phương phải quyết tâm giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết tự lực tự cường, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt khoa học hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo theo tinh thần chủ đề điều hành, đoàn kết kỷ cương bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Trong 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành, trọng tâm đầu tiên xuyên suốt là bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, các kết luận của Trung ương Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các quan điểm mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu. Nghị quyết đã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết số 68 năm 2022 của Quốc hội khóa 15 và mục tiêu phấn đấu của Chính phủ. Đề ra kịch bản tăng trưởng năm 2023 chia theo từng quý và cả năm cùng với 85 chỉ tiêu cụ thể Chính phủ đặt ra cho các ngành lĩnh vực. Trong đó mục tiêu phấn đấu của Chính phủ sẽ đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP là 6,5%. GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 đô la Mỹ. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng khoảng 4,5%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP khoảng 25,4-25,8%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 26,2%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1-1,5%. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo 5 lĩnh vực. Ở lĩnh vực kinh tế, đồng chí yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm thật tốt các chủ trương đường lối của Đảng và biện pháp chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh quá giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn hạn chế yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế, để giữ vững đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,
đẩy mạnh việc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh. Về văn hóa xã hội, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của nông thôn đô thị, giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hóa, nhất là trong khu công nghiệp, khu đô thị hóa. Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp và hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng chính quyền các địa phương thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cụ thể là phải có chương trình kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, bố trí đúng những người có đức có tài, liêm chính, tâm quyết, thực sự vì nước, vì dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nêu gương tinh thần phục vụ của cán bộ công chức viên chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ và các bộ ngành địa phương quyết tâm lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tiếp thêm sức mạnh để toàn chính phủ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả cao hơn trong thời gian tới. Chiều hôm qua ngày 2 tháng 1, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia đã đến thăm và trao tặng 200 phần quà Tết cho bà con nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Cùng tham gia với đoàn có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà Tết cho bà con nghèo, gia đình chính sách ở Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam. Đồng thời, thông qua đó, Hội nghị Việt Nam-Campuchia mong muốn cùng cấp ủy chính quyền địa phương chung tay thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho bà con nghèo, gia đình chính sách vui đón Tết Quý Mão 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan bộ, ban ngành trung ương và Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia đã đến thăm và tặng quà Tết cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở Trà Vinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cũng đã thông tin một số thành tựu kết quả trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2022. Nổi bật trong đó, tỉnh đã tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay toàn tỉnh Trà Vinh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 8 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm mới cho 25.428 lao động, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá giàu ngày càng tăng. Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia cùng ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã trao tặng một căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách ở phường 3 thành phố Trà Vinh và 200 phần quà Tết với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong tỉnh được vui xuân đón Tết vui tươi đầm ấm. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho bảy mẹ Việt Nam anh hùng, 10 gia đình thương binh nặng và 50 hộ đồng bào khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong đó, quà dành cho mẹ Việt Nam anh hùng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà. Quà dành cho gia đình thương binh gồm 1 triệu đồng và một phần quà. Quà cho hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn gồm 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu để vui đón Tết. Tổng trị giá các phần quà trên 80 triệu đồng. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, ông Đỗ Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ đã chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp tới. Vừa qua tại đồn biên phòng Long Vĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới mừng xuân Quý Mão năm 2023.
Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Biên Giới là hoạt động nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên khu vực biên giới vùng biển, đồng thời tri ân nhân dân trong thời gian qua đã cùng cán bộ chiến sĩ cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia quản lý bảo vệ biên giới, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân dân sâu sắc, tô thắm phẩm chất truyền thống cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 44 phần quà, mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, và trao 5 suất học bổng cho con cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Trong đó, cán bộ học viên trường chính trị Trà Vinh hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do đồn biên phòng Long Vĩnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Hữu Lộc, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chính ủy, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, ngoài hoạt động Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Biên Giới, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Trà Vinh còn tổ chức nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa thiết thực như thăm tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tôn giáo, gia đình khó khăn trên địa bàn, các cháu học sinh trong chương trình nâng bước em tới trường, mô hình con nuôi đồn biên phòng. Qua đó góp phần chia sẻ với bà con những khó khăn trong cuộc sống để đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 được sung túc hơn. Đồng chí nhân dân khu vực biên giới biển tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã hỗ trợ địa phương xã Long Vĩnh xây dựng một công trình tuyến đường qua ấp Cái Cối, tổng trị giá 15 triệu đồng. Ban chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới của huyện Tiểu Cần, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35, vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động năm 2022, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 của huyện Tiểu Cần chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ban chỉ đạo 35 và cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã thực hiện đăng tải trên 1.000 tin bài, với gần 1.650 lượt chia sẻ, 1.500 lượt bình luận trên trang thông tin điện tử của huyện và các trang mạng xã hội để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các lĩnh vực có liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo 35, các nhóm dư luận xã hội của huyện, xã, thị trấn còn tham gia 976 lượt chia sẻ các bài viết từ các trang nhóm khác nhằm đấu tranh phản bác những thông tin giả, luận điệu xuyên tạc sai trái và các thông tin bịa đặt để chống phá Đảng, nhà nước, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Phát biểu chỉ đạo và định hướng về hoạt động của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần yêu cầu cơ quan thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo 35 và cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa về cung cấp thông tin, định hướng dư luận nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, không tin, không nghe, không làm theo những thông tin xấu độc, thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước, chống phá chế độ do các phần tử cơ hội, biến chất và thế lực thù địch đăng tải trên Internet, mạng xã hội. Thường xuyên quán triệt thực hiện tốt nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên trang mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Ngày 3 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố quyết định và đón nhận bàn di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh Cổ Tông Miếu, khóm 2 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Cổ Tông Miếu là trung tâm tín ngưỡng của người Hoa và người dân thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành nói chung. Miếu được xây dựng năm 1869, cách nay hơn 150 năm. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo có diện tích hơn 210 m², mặt bằng tổng thể gồm 3 tòa nhà nằm ngang song song, gồm tiền điện, trung điện, chính điện. Nội thất miếu có các bao lam, khánh thờ, bàn thờ, hoành phi, liễn đối, tranh vẽ, biển bức. Đặc biệt khu chính điện được chạm khắc với hình tượng cuốn thư, một trong những mô típ trang trí của bộ Bát Bửu, mang lại sự may mắn và bình an. Hàng năm lễ hội tại Cổ Tông Miếu thu hút sự tham gia của đông đảo bà con tham dự. Việc công nhận và tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa với lối kiến trúc nghệ thuật của di tích Cổ Tông Miếu là sự cổ vũ động viên to lớn cho chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành.
Tại đây, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cùng Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Ban Quản trị Cổ Tông Miếu và người dân huyện Châu Thành tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng của di tích, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và du lịch của huyện. Bởi bảo tồn và phát huy các giá trị di tích là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành và thị trấn Châu Thành đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy di tích kiến trúc nghệ thuật Cổ Tông Miếu. Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty ESO 2 tại thành phố Hồ Chí Minh về hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên. Theo thỏa thuận ký kết hợp tác giữa hai đơn vị, đối với trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, hỗ trợ công ty ESO 2 đào tạo chuyên môn và các kiến thức theo chương trình đào tạo và cấp chứng nhận các khóa học ngắn hạn chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng. Đối với công ty ESO 2, đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng, văn hóa, tác phong làm việc cho học sinh sinh viên đăng ký tham gia chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng làm việc, chia sẻ kinh nghiệm thành công. Tổ chức các hoạt động tuyển dụng học sinh sinh viên sau tốt nghiệp, đào tạo và phái cử đi học tập, làm việc tại Nhật Bản. Kết nối hợp tác với các hiệp hội ngành nghề và các đối tác tại Nhật Bản để cho học sinh sinh viên đi thực tập hoặc giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm mới 2023, người dân xã Tân An, huyện Càng Long phấn khởi khi giao thông nông thôn dần được hoàn thiện, nhất là nhiều cây cầu bê tông chắc chắn được xây dựng và đưa vào sử dụng, không chỉ giúp cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, dễ dàng, mà còn tạo nên sức sống mới cho những vùng nông thôn. Cây cầu này vừa mới được khánh thành và đưa vào sử dụng hơn một tuần qua ở ấp Cải Chương, xã Tân An. Qua đó đáp ứng được niềm mong mỏi có được cây cầu kiên cố từ bấy lâu nay của người dân trong ấp, để bà con không còn cảnh phải đi đường vòng hay phải lụy xuồng ghe khi muốn đi lại vận chuyển hàng hóa. Muốn xây cây cầu này thì năm nay cũng có cả trên 10 năm ở xuống dưới, bị qua lại thì rất khó. Rồi trẻ em đi học thì cũng mà cực khổ nữa. Mà nhờ trước thì nhờ mà nhà tài trợ với cấp ủy ủy ban cho được cái cầu này là cả trường ấp cả trường thì là rất cảm ơn nhiều. Giờ được cái cầu này cũng chắc chắn thì cũng mừng lắm rồi. Nhờ có cái cầu này mới có thuận tiện bà con đi buôn bán hoặc đi chợ búa gì giao thiệp thì cũng rất là dễ dàng hơn. Hồi trước không có cái cầu này thì dân ở đây phải đi vòng đường xa, nó xa xôi lắm. Nhưng mà hiện nay thì bắt được cái cầu này, dân rất là đồng ý, rất là vui. Bắc cây cầu này đối với người dân rất là quan trọng. Quan trọng cái thứ nhất là đi tới luôn nó dễ dàng. Cái thứ hai nữa không có đi xa xôi. Đó. Cho nên cái học sinh đi tới luôn nó cũng dễ dàng nữa. Được cây cầu này mà trở về sau thì cái mặt nông thôn có thể là phát triển nhiều hơn. Còn đây là cây cầu được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 11 năm 2022 ở ấp Nhà Thờ, xã Tân An. Nhiều người dân địa phương cho biết trước đây đi qua lại rất cực khổ vì cây cầu khỉ chông chênh, thì giờ đây với cầu bê tông kiên cố này không chỉ giúp cho giao thông không còn bị cách trở mà còn tạo điều kiện cho người dân được giao thương hàng hóa dễ dàng, qua đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của bà con. Thì từ hồi xưa tới giờ luôn á, từ hồi đó tới giờ là đi cầu khỉ không cho được cái cầu này là không phải bà con đây mừng dữ lắm á. Đi qua đi lại đồ thuận tiện đồ đó, chứ mỗi lần đi trời ơi trần thân luôn. Cũng như là bắt cái cầu này cũng bà con đây nè cũng xúm lại làm á, rồi góp vô làm được cái cầu này cũng bà con đây cũng mừng. Hàng hóa mình buôn bán rất là dễ dàng, như xe đi qua lại á thì chắc từ đây sau mới phát triển, chứ hồi trước thì cầu khỉ thì mình hàng hóa mình qua lại không được thì đâu phát triển, nhưng từ đây trở sau thì phải phải phát triển hơn rồi. Theo lãnh đạo xã Tân An, trong năm 2022, toàn xã đã xây dựng được 9 cây cầu giao thông bê tông trên địa bàn các ấp để xóa cầu khỉ hoặc xây cầu mới bắc qua sông. Trong đó, tất cả đều được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Khi đưa vào sử dụng, các cây cầu đã đáp ứng được mong mỏi của người dân địa phương, phát huy tốt vai trò kết nối giao thông nông thôn, nhất là giúp cho việc giao lưu hàng hóa
mua bán nông sản của người dân được thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Cái cầu này là rất tốt, mà ăn thì anh em nó thuận lợi hết sức là đi chuyển ấy đồ đầy đủ hết trơn nữa, thấy nó khỏe cho nông dân mình dữ lắm. Giao thông quá giờ gãy đồ trồng, nếu mà đi cái cầu này không qua đây là có xe bự rồi, xe nó vô nó chở rồi 7-5 tấn thì nó giờ lúa đồ nó chở khỏe dữ lắm. Đông ấp mình bây giờ có cái cầu mới với cái cầu này nữa là thấy nó thỉnh thoảng dữ lắm, mà bây giờ đó giờ dân chúng rất mừng ở đây là rất hết sức là mừng. Trước khi xây dựng các cây cầu thì có tổ chức họp dân. Tinh thần của bà con mình rất là phấn khởi. Trước đó cũng như là trong quá trình thi công, bà con rất là tham gia, rất là tích cực. Mỗi ngày đều hưởng ứng, đối ứng lực lượng lao động cũng như là những chị em ở đây thì hỗ trợ là lo hậu cần. Còn những anh nam thì hỗ trợ về sức lực để hỗ trợ ngày công để hoàn thành cái cầu được sớm nhất để cho bà con mình được đi lại được dễ dàng. Bên cạnh đó thì hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất của bà con của mình được trao đổi hàng hóa, giao thương nó thuận tiện hơn, thì từ đó thì giá cả của bà con mình sản xuất ra bán cũng được giá hơn, thì kinh tế nó sẽ phát triển, thì bên cạnh đó thì sẽ góp phần cho xã nâng cao đời sống thu nhập của người dân. Có thể thấy rằng những cây cầu mới kiên cố được đưa vào sử dụng ở xã Tân An, huyện Càng Long đã mang đến niềm vui mới cho người dân ở đây và cũng tạo điều kiện để nâng cao đời sống của bà con trong năm mới 2023. Bởi khi giao thông không còn bị cách trở, thì việc giao thương mua bán hàng hóa, nông sản chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, những cây cầu mới này cũng góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Kết quả quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: tại sông Cổ Chiên, Châu Thành, cầu Rạch Gốc, độ mặn 4/1000 pH 7, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại sông Hiệp Mỹ, cầu Ngang, gần cầu Hiệp Mỹ, độ mặn 7/1000 pH 7.5, độ kiềm 125 mg/L, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại cống Thầu Râu, Mỹ Long Nam, cầu Ngang, độ mặn 13/1000 pH 7, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cầu sông Giang, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 13/1000 pH 8, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại sông Long Toàn, thị xã Duyên Hải, cầu Long Toàn, độ mặn 17/1000 pH 7.5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cầu kênh đào Long Vĩnh, Duyên Hải, độ mặn 5/1000 pH 7, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại cống La Bang, Đôn Châu, Duyên Hải, độ mặn 11/1000 pH 7.5, độ kiềm 72 mg/L, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Duyên Hải, độ mặn 20/1000 pH 7.5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 27 độ C. Tại hợp tác xã Nghiêu, Thành Đạt, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 12/1000 pH 8.5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại sông Vinh Kim, cầu Ngang, độ mặn 2/1000 pH 7, độ kiềm 72 mg/L, nhiệt độ nước 29 độ C. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 4 tháng 1 năm 2023, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ, sáng sớm trời hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 160 cm, cao hơn ngày hôm nay 9 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 150 cm, cao hơn ngày hôm nay 9 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 12/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.4/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 6.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.6/1000. Tại Cầu Quan 3.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.3/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 7/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.6/1000. Trà Vinh 3.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.5/1000. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, ngoài khơi có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường.